Chào các bác đến quay lại trở lại với Sinh Audio nhé. Hôm nay lên cho các bác hai dòng đẩy 3 kênh, gọi là siêu phẩm luôn. Size 2U nhé, 2U rất nhỏ gọn nhưng công suất thì cực kỳ gấu. Con này nó có 3 kênh, 600W kênh full và 1000W ở kênh sup. Con này là 800W kênh full và 1500W kênh sup. Con này anh em chơi sup kép sup kia các kiểu rồi, được chưa? Đó, em giới thiệu các bác con 600W trước nhé. Nó sử dụng 10 sò MZ, một kênh, một tầng bù áp. Chỉ có một tầng bù áp thôi nhé. Một tầng bù áp. Nên đưa ra công suất là 600W kênh full và 20 sò MZ ở kênh sup nhé. 2, 4, 6, 8, 10. Phía dưới 10 nữa là 20 sò. Nguồn 22 phân. Các bác nghe, nguồn 22 phân. À, nguồn rất gấu, 22 phân. Yeah. 22 cm. Tụ thì lại cực kỳ gấu luôn, tụ này tụ 200V và 3300 mi. Nó sử dụng cho kênh full. Bộ hai con này sử dụng kênh full và bốn con này sử dụng kênh sup. Khi sup nó sử dụng 80V này. Tụ 80V và 10.000 mi. Rất gấu. Nguồn rất cực kỳ to. Con này là 800W này, một kênh full và 1000W ở kênh sup, 1500W. Nghe nhá, 1500W. Kênh full nó sử dụng là cũng là 10 sò MZ thôi, 2 4 5. Nhưng mà nó có hai tầng thúc 1 2. Thế đưa công suất nó đạt 800W ở kênh full và 1500W ở kênh sup. Kênh sup nó có gì? 2 4 6 2 4 6, thấy chưa? 2 4 6 2 4 6, 6 bù áp nữa, có nghĩa là 12 cộng với 12 là 24 sò MZ tính bù áp nữa, nên đưa công suất nó ra là 1500W, thấy chưa? Cực kỳ gấu luôn, anh em nhìn mạch phê rồi. Mạch rất đẹp luôn nhé. Đến tụ nhé. Tụ nó là 63V và 10.000 mi. 2 này, 4 này, 6 này. 2, 4, 5. 2, 4, 6. 2, 4, 5. 16 tụ. 16 quả. Quá đẹp luôn. 16 quả. Nguồn 22 phân. Các bạn nhìn nguồn 22 phân. Rồi. Thì em bật thử cho các bác nghe thử nhá. Đây, bật thử con 3610. Rồi. Đấy. Đánh rất nhẹ nhàng. Chưa cắm tín hiệu đầu vào. Đây nhá. Chưa cắm tín hiệu đầu vào mà đã. Mong các bác thông cảm nhá. Ok, đây là tín hiệu đầu vào rồi nhá, đây là đầu ra. Được. Cho đang hơi nhỏ. Dây của nó này, dây to dã man luôn, bằng một ngón tay cái luôn, tinh cám zin luôn này. Đấy, em báo giá luôn này, con này là 5,5 triệu này.
5.500.000 đã bao ship này. Và con này là 6 triệu. 6 triệu nha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại 0398192198 nhé. Có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại 0398192198 nhé. Bánh rất gấu, đây súp này, đây súp 50 nhé. Rồi, anh em nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0398192198, cảm ơn các bác nhé.